Hồi thứ 10. Lão Long Dương dụng kế phạm phép trời. Ngụy Thừa Tướng gửi thư nhờ âm sứ. Tạm gác chuyện Quan Nhị nhậm chức và Huyền Trang tu đạo lại. Lại nói chuyện ven bờ sông Kinh Hà, phía ngoài thành Tràng An, có hai người hiền. Một người làm nghề đánh cá, tên gọi Trương Tiêu. Một người làm nghề kiếm củi, tên gọi Lý Định. Hai người tuy không phải là bậc tiến sĩ đăng khoa, nhưng cũng là hạng học hành nơi thôn giả. Một hôm, trong thành Tràng An, củi trên vai bán hết, cá trong giỏ bán xong. Hai người đưa nhau vào quán rượu, uống được nửa tuần, hơi men chết choáng. Hai người bèn mỗi người cầm một cúc rượu, men theo bờ sông Kinh Hà, lững thững ra về. Trương Tiêu nói: Anh Lý nè, tôi nghĩ những kẻ ham danh, vì danh mà uống mạng. Những kẻ ham lợi, vì lợi mà vong thân. Hưởng lộc thì như ôm cọp mà ngủ, chịu ơn thì như nuôi rắn trong tay. Xem ra họ chẳng bằng chúng ta. Non xanh nước biếc, mặc sức rong chơi, ăn uống thanh đạm tùy theo duyên phận. Lý Định nói: Anh Trường nói chí lý lắm, nhưng nước biếc của anh thì đâu có bằng non xanh của tôi. Trương Tiêu nói: Non xanh của anh không bằng nước biếc của tôi. Có bài từ Điệp Luyến Hoa làm chứng đây: Thuyền con một lá giữa dòng, dòng tây thi vút bóng trầm giang xa. Lợi danh rửa sạch lòng ta, có thơm tìm hái, quên lo quên phiền. Vui nhìn cò cốc dập dền, càng vui có vợ con mình kề bên. Đánh giấc ngủ khi sống êm, chẳng dinh, chẳng nhục, chẳng phiền, chẳng lo. Lý Định nói: Nước biếc của anh thì làm sao bằng non xanh của tôi được. À, cũng có bài từ Điệp Luyến Hoa làm chứng đây nè: Hoa thông rải khắp đường ngàn, tiếng quanh ríu rít như đàn như ca. Xuân về qua thắm lá tơ, kìa hè lại đến, ngày giờ trôi mau. Và nay thu đã bắt đầu, cúc thơm vàng rực một màu lòng ta. Ơ kìa, đông đến rồi à, bốn mùa vui thú, tự do thanh nhàn. Người đánh cá nói: Non xanh của anh không có bằng được nước biếc của tôi mà. Nơi đây có bao của ngon vật lạ, có bài từ Giá Cô Thiên làm chứng đây nè: Vui miệng sông nước kiếm ăn, thung dung gác mái ta nằm thảnh thơi. Ba ba cua tía ăn hoài, tôm hùm cá chép ta ngồi say sưa. Lúc củ niễn lúc măng lô, còn thêm củ ấu sớm trưa thỏa lòng. Nào sen ngó, nào rau cần, còn bao thứ lạ muốn dùng có ngay. Người kiếm củi nói: Nước biếc của anh không bằng non xanh của tôi mà.
ở đây cũng có bao của ngon vật lạ. Có bài từ Giá Cô Thiên làm chứng đây nè. Sườn non đỉnh núi trên dên, túp lều thấp thoáng nhà mình là đây. Ba ba đâu sánh cao cày, cua tôm sao sánh thịt nai thịt gà. Nay măng trúc, mai thanh trà, mận đào mai hạnh, thật là thơm ngon. Nào lê, nào táo ngát hương, hoa thơm cỏ lạ, núi non thiếu gì. Người đánh cá nói, non xanh của anh thì thực sự không thể bằng được nước biếc của tôi. Có một bài từ Thiên Tiên Tử đây nè. Nấp trong một lá thuyền con, giữa miền khói sông chẳng phiền chẳng lo. Buồn cầu thả lưới sớm trưa, đời đạm bạc vẫn đậm đà tình sâu. Vợ chồng khuya sớm bên nhau, cùng đàn con nhỏ lao nhau mui thuyền. Được cá đem bán Tràng An, mua luôn cúc rượu nhắm tràn say sưa. Áo tơi đắp, ngắm sông thu, khò khò đánh giấc chẳng lo chẳng phiền. Vinh hoa phú quý nhân gian, mắt đời danh vật chẳng thèm bận tâm. Người kiếm củi nói, nói gì thì nói, chứ nước biếc của anh thì cũng không thể bằng non xanh của tôi đâu. Cũng có bài từ Thiên Tiên Tử đây nè. Chân non một túp lều tranh, cúc mai tùng trúc bạn gần bạn xa. Trèo non tìm kiếm củi già, ai người cần đến thì ta bán chừ. Đem tiền uống rượu say sưa, bè sành bát dại sớm trưa khề khà. Say rồi nằm gốc thông già, vô tâm ngủ tích xá gì nhục vinh. Người đánh cá nói, anh Lý ơi, trong núi của anh đâu có khoan khoái thú vị như trên mặt nước của tôi được. À, có bài từ Tây Giang Nguyệt làm chứng đây nè. Hoa liêu dọi ánh trăng tà, lá lao gió thổi đung đưa xạc xào. Trời xanh, sông nước xanh theo, muôn sao nhấp nháy, trời cao chuyển dần. Cá to xa lưới hàng đàn, cắn câu cá giết cá đàn tranh nhau. Mang về nấu rang ngày sau, giang hồ cười ngạo, ai nào bằng ta. Người kiếm củi nói, anh Trương ơi, trên mặt nước của anh không thể nào khoan khoái thú vị như trong núi của tôi được. Cũng có một bài từ Tây Giang Nguyệt làm chứng đây nè. Đường đầy lá rụng cành khô, núi đầy trúc héo xác sơ úa vàng. Dây leo chằng chịch dọc ngang, cắt về làm chảo, làm quan hơn thần. Củi du củi liễu đầy rừng, cành thông cành trắc cô công bạc ngàn. Gánh về phòng tiết đông hàng, đổi rượu chuốt thịt uống tràn say sưa. Người đánh cá nói, trong núi của anh tuy cũng khá đó,
nhưng không thể ù nhã bằng nước biếc của tôi được. Có bài từ Lâm Giang Tiên làm chứng đây nè. Thuyền con đúng đến chiều tà, đêm khuya gác mái giang xa câu hò. Áo tơi đêm nguyệt thanh kỳ, chim âu lặng lẽ bay đi bay về. Thanh nhàn vắng vẻ hả hê, mặt trời đứng bóng giấc hòe chưa tan. Tự do tùy ý tùy tâm, quan trong triều cũng chẳng bằng được ta. Người kiếm củi nói, nước biếc của anh tuy ưu nhã, nhưng non xanh của tôi còn ưu nhã hơn nữa kìa. Cũng có bài từ Lâm Giang Tiên làm chứng đây nè. Rừng thu xanh ngắt bốn bề, dắt rìu gánh củi chiều về thảnh thơi. Hoa rừng cài tóc hương bay, vén mây tìm lối, cửa sài trăng lên. Vợ con tiêu tích quanh bên, giường tre gối gỗ giấc yên tuyết trần. Táo lê thơm ngát đầy mâm, rượu vừa nấu thu trần gian nào bằng. Người đánh cá nói, thì những điều đó đều thú vị, đều là kế sinh nhai của cả hai chúng ta. Nhưng mà anh thì không có được những lúc thanh nhàn khoái trá như tôi được đâu. Có bài thơ làm chứng đây nè. Khi nhàn ngắm hạt bay cao, cắm thuyền gian bãi, gác chèo nghỉ ngơi. Vợ chồng mang lưới ra phơi, bảo con xe lại cho dài dây câu. Lòng êm, sống cũng êm theo. Thân nhàn, gió cũng vui reo thanh nhàn. Áo tơi nón lá xênh sang, còn hơn áo tía đai vàng nhà quan. Người kiếm củi nói, thì cũng thú đó, nhưng mà cái lúc thanh nhàn của anh á, không thể khoái trá bằng lúc thanh nhàn của tôi. Cũng có bài thơ làm chứng đây nè. Ngước trong mây trắng lang thang, một mình khép cửa thanh nhàn nghỉ ngơi. Dạy con mấy chữ xong rồi, khách vào ta lại ngồi chơi ván cờ. Khi vui chống gậy ngâm thơ, hứng lên đàn dạo tiếng tơ bỗng trầm. Áo gai dép cỏ nhẹ thân, thung dung non nước ai bằng được ta. Trương Tiêu nói, anh Lý Định à, hai chúng ta thiệt đúng là tâm đầu ý hợp ngân nga, lọ cầu chén ngọc khay ngà làm chi. Có điều từ chương mà ai nấy tự làm thì cũng chẳng hiếm. Chi bằng hai chúng ta thử cùng làm mấy câu thơ liên hoàn xen kẽ nhau, nêu cây thu câu cá kiếm củi coi sao. Lý Định nói, lời anh nói chí lý lắm. Rồi, mời anh ngâm trước đi. Thế rồi Trương Tiêu ngâm, và hai người nối tiếp nhau ngân nga. Thuyền cắm giữa bao la khói sóng, nhà dựng nơi thăm thẳm rừng sâu. Thú sao nước ngập chân cầu, đẹp sao
mây sớm trắng màu sườn non. Cửu long môn cá tôm tùy ráng, củi núi rừng tùy bán tùy đung, tuổi già quăng lưới độ thân, củi kia cũng đủ nuôi mình sống vui. Nằm cửa thuyền ngắm đôi nhãn lượng, tựa cây rừng nghe tiếng gà gô, tranh giành chẳng phải phận ta, thị phi danh lợi dành cho mọi người. Bên bãi vắng lưới phơi như gấm, hòn đá mài rìu trắng như gương. Một mình câu dưới ánh trăng, một mình kiếm củi giữa rừng vắng tanh. Cá đổi rượu, vợ chồng chết choáng. Củi bán đi, cạn chén cùng con. Nghêu ngao giữa khoảng mênh mông, tiếng ca bay biút giữa rừng âm u. Quay quần tán bạn bè chài lưới, xúm xích vui bằng hữu núi non. Ngày vui cua luộc tôm rang, tháng vui vịt rán gà hầm phong lưu. Rót chén nước vợ mời tình tứ, gọi ăn cơm tiếng vợ ngọt ngào. Sáng ra khua đẩy mái chèo, chiều về gánh củi bán rau phố phường. Mưa rơi khoác tơi chùng bắt cá, gió thổi vung rìu phá cây khô. Trốn đời giả tiếng ngu si, mai danh ẩn tích mũ ni bịch đầu. Trương Tiêu nói, anh Lý nè, tôi vừa mạn phép ngâm trước rồi, bây giờ tới lượt anh ngâm trước đi, để tôi ngâm nối theo. Thế rồi Lý Định ngâm, và hai người nối tiếp nhau ngâm nga. Kẻ sơn giả ngạo cười trăng gió, lão ngư ông đây đó giang hồ, thanh nhàn tùy phận tự do, thị phi mặc thế, âu ca thái bình. Đêm trăng sáng nhà tranh ngon giấc, trời về chiều nhẹ khoác áo tơi. Quên đời bạn với tùng mai, vui lòng bạn với mấy loài cò gian. Danh với lợi chẳng màng trong dạ, thị với phi mặt bỏ ngoài tai. Sớm chiều một chén rượu say, qua ngày ba bữa cơm thời rau dưa. Hai bó củi kiếm thừa tiền gạo, một cần câu rau cháo cũng xong. Mài rìu dặn trẻ lúc nhàn, lưới kia vá lại khuyên con cần cù. Mùa xuân đến liễu tơ mừng thấy, lúc diệt nhàn lau sậy ngắm xem. Hè về tránh nắng vững vàng, tháng sáu tránh nóng lên ngàn vui chơi. Tiết sương giáng gà lôi đem luộc, ngày trùng dương cua béo nấu canh. Đông về đánh giấc ngon lành, mặt trời đứng bóng thỏa tình say sưa. Chốn rừng núi ngao du tùy ý, miệng sông hồ vui thú tùy tâm. Ái củi là thú nhà tiên, buồn câu cao khiết thế gian ai bằng.
đường vào ngõ qua rừng ngang ngát, nẻo mui thuyền vào giạt sóng xanh. Yên thân đừng mộng tam công, lòng yên vững quá tòa thành quy mô. Thành mười dặm còn lo then khóa, chức tam công nhớp nhúa lời tâu. Vui non vui nước thanh cao, thần minh trời đất lòng nào quên ơn. Hai người ngâm nga thơ Phú, rồi lại cùng nhau làm thơ Liên Cú xong, đi tới đoạn đường rẽ, vái chào từ biệt nhau. Trương Tiêu nói, anh Lý à, đi đường phải giữ gìn nha, trong núi dễ gặp hổ lắm đó. Ngộ lỡ xảy ra điều gì thì thật là sáng mai đầu phố vắng người bạn thân đó. Lý Định nghe xong, bỗng nổi giận hầm hầm, nói, cái anh này, lạ thiệt đó ngang, bạn bè tốt chết thay cho nhau còn được, vậy mà sao tự nhiên rủa tôi vậy, hả? Tôi mà bị hổ ăn thịt á, thì anh cũng chết chìm đáy sông. Trương Tiêu nói, tôi á hả? Có tới kiếp sau mới chìm được. Lý Định nói, trời gió mưa bất chợt, người quả phúc khôn lường, sao anh dám nói là vô sự? Trương Tiêu nói, anh Lý ơi, tuy anh nói như vậy, nhưng mà anh không lường trước được đâu, còn tôi thì lúc nào cũng lường trước được, nên nhất định là không xảy ra sự cố gì. Lý Định nói, anh quanh năm kiếm ăn trên mặt nước, lên đền dập dềnh, cực kỳ nguy hiểm, làm sao mà lường trước được? Trương Tiêu nói, anh không hiểu được đâu, ở phố cửa Tây thành Tràng An này, có một ông thầy bói. Hàng ngày, tôi biếu ông ta một con cá chép vàng, và nhờ ông ta bói cho một quẻ. Tôi cứ theo vị trí trong quẻ bói mà căng lưới, trăm lần trúng cả trăm. Hôm nay, tôi lại đi coi bói nữa nè. Ông ta biểu tôi hãy quăng lưới ở mé đông cửa sông Kinh Hà, buông câu ở phía tây thì nhất định khi về thu được đầy ắp tôm cá. Ngày mai vào thành có tiền mua rượu, lại xin được trò chuyện cùng ông anh nghe. Nói xong, hai người từ biệt nhau. Thật là tai vách mạch rừng. Nguyên ở thủy phủ sông Kinh Hà, có một tên quỷ già xoa, đi tuần miền sông nước. Hắn nghe được câu nói, trăm lần trúng cả trăm, bèn lập tức quay trở về Thủy Tinh Cung, báo với Long Dương rằng, nguy to, nguy to! Long Dương hỏi, nguy to cái gì? Quỷ già xoa thưa, môn tâu, thần đi tuần đến bờ sông, nghe thấy hai người đánh cá kiếm củi trò chuyện với nhau. Lúc chia tay, lời họ nói rất đáng sợ. Người đánh cá nói rằng, ở phố cửa Tây thành Tràng An, có một ông thầy bói, đoán rất giỏi. Mỗi ngày, hắn biếu ông thầy bói một con cá chép vàng, và nhờ ổng coi cho một quẻ. Nói cho hắn biết, vị trí quăng lưới, trăm lần trúng cả trăm. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì các loài thủy tộc bị bắt hết. Lúc đó, lấy ai trang điểm cho thủy phủ, lấy ai cởi sóng vượt gió, giúp đỡ uy lực cho đại dương nữa. Long Dương nghe nói, nổi giận đùng đùng, tuốt gươm ra, định đến ngay thành Tràng An, giết chết tên thầy bói. Nhưng bọn con rồng, bề tôi tôm sỉ khanh cua, nguyên soái cá mòi, quan thiếu khanh cá giết, thái tể cá chép cùng bước cả ra tâu. Xin đại dương nguôi giận, thường có câu, lời nói thoảng qua tai chớ nên tin chắc. Đại dương đi chuyến này, tất phải nổi mưa gió giúp đỡ, e như vậy sẽ làm kinh động đến trăm họ ở Tràng An, thượng thiên quở trách.
chi bằng đại vương giấu kín tông tích, biến hóa khôn lường, biến thành một người tu sĩ, đến thẳng thành Tràng An dò xét một phen. Nếu quả thật có tên thầy bói như thế, thì lúc đó giết hắn cũng không muộn. Nếu không có, thì chẳng hóa ra là giết nhầm người vô tội sao? Long Dương nghe lời, quăng gươm và chẳng cần nổi gió to mưa lớn nữa, rẽ nước lên bờ, lắc mình một cái, biến thành một tu sĩ áo trắng. Thật là vẻ mặt tuấn tú, dáng người cao thanh, bước đi ngay ngắn, thung dung dịu dàng, ngôn từ khổng mạnh, lễ độ chu văn, áo the màu ngọc, khăn lược văn nhân. Long Dương rảo bước dặm mây, đến thẳng phố cửa Tây, thành Tràng An, đã thấy một bọn người xúm xích, ồn ào. Trong bọn họ, có một người cất giọng oang oang, hùng hồn. Bản mệnh thuộc Long, xung khắc với người mệnh thuộc Hổ, Dần, Thân, Tỵ, Hợi, tuy là hợp cục, nhưng rằng hôm nay lại phạm sao thái tuế. Long Dương nghe nói, biết đó là nhà ông thầy bói, bèn bước tới, rẽ mọi người ra, nhìn vào trong nhà, chỉ thấy tứ phía bày châu báu, khắp nhà xếp lụa là, bình sứ cắm cành hoa, đỉnh đồng hương thơm ngát, tranh dương duy treo khắp, hình quỷ cốc trên tòa, nào mực nghiêng đan khê, ngòi bút như sương giọt, đây tập số quách phát, kia quyển kinh bí truyền, sáu hào đã thuộc lòng, tám quẻ cũng thông thạo, địa lý lại tài giỏi, thấu hết việc quỷ thần. Tí ngọ an rất nhanh, các dòng sao nhớ kỹ, việc dị lai quá khứ, trong bụng như trăng rằm, nhà ai bại ai hưng, như thần minh sáng tỏ, việc các hung đoán rõ, việc sinh tử đoán hay, mở mồm gió mưa bay, hạ bút quỷ thần sợ, biển đề rõ tên họ, Viên Thủ Thành tiên sinh. Người này là ai vậy? Đó là người chú của Quan Khâm Thiên Giám Đài Viên Thiên Cương, tên là Viên Thủ Thành. Tiên sinh tướng mạo thật khôi ngô, kỳ vĩ, dáng người thật đẹp đẽ đoan trang, tiếng tăm vang khắp nước, đoán giỏi nhất Tràng An. Long Dương bước vào cửa, họ vái chào nhau xong, tiên sinh mời Long Dương ngồi trên, đoạn sai tiểu đồng dâng trà rồi hỏi. Ngài tới hỏi về việc gì? Long Dương thưa. Nhờ thầy xem cho một quẻ bói về việc nắng mưa thế nào. Tiên sinh lập tức gieo quẻ, rồi đoán rằng mây trùm đỉnh núi, mù quấn rừng cây, nếu xem việc mưa thì đúng sáng mai sẽ có mưa. Long Dương hỏi, sáng mai thì mưa vào giờ nào, lượng mưa bao nhiêu thước tấc? Tiên sinh đáp, sáng mai, giờ thìn mây kéo, giờ tị sấm nổi, giờ ngọ mưa rơi, mưa tới giờ mùi thì tạnh, lượng mưa là 3 thước 3 tấc, 48 giọt. Long Dương cười nói, lời đoán không phải chuyện đùa đâu, nếu sáng mai có mưa, mưa đúng thời hạn số lượng như ngài đoán, thì tôi xin biếu ngài 50 lạng vàng. Nếu sai thì tôi nói thật với ngài, tôi sẽ phá cửa hàng, đập biển, đuổi ra khỏi Tràng An,
không cho ở đây mê hoặc dân chúng nữa. Tiên sinh vui vẻ nói, à, điều đó thì tùy ngài. Mời ngài về, sáng mai mưa tạnh, chúng ta lại gặp nhau. Long Dương từ biệt thầy bói, rời Tràng An, trở về Thủy Phủ. Thủy thần lớn bé chạy tới đón tiếp, hỏi, Tâu Đại Vương, Đại Vương đi tìm thầy bói như thế nào? À, có đó, cũng có một lão thầy bói nói lêu lão. Ta hỏi hắn bao giờ mưa, hắn nói ngày mai là sẽ mưa. Hỏi mưa giờ nào, lượng mưa bao nhiêu thì hắn nói giờ thình mây kéo, giờ tị sấm nổi, giờ ngó mưa rơi, giờ mùi mưa tạnh, lượng mưa là 3 thước 3 tấc, 48 giọt. Ta bèn cùng hắn đánh cuộc. Nếu hắn đoán đúng, ta sẽ tạ 50 lạng vàng. Nếu sai, ta sẽ phá nhà, tống cổ hắn đi, không cho ở thành Tràng An mê hoặc dân chúng nữa. Mấy loài thủy tộc cười nói, à, hay quá, Đại Dương là đô đốc, tổng quản 8 con sông, Đại Long Dương có việc mưa, chỉ có Đại Dương mới biết chuyện mưa nắng thế nào. Vậy mà, tại sao hắn lại ăn nói hồ đồ như vậy? Cái lão thầy bói ấy, nhất định sẽ thua cuộc, nhất định sẽ thua cuộc. Lúc ấy, con rồng cháo rồng, sĩ khanh cua cá, mọi người còn đang vui vẻ bàn tán. Bỗng nghe thấy có tiếng gọi từ trên không trung. Long Dương sông Kinh Hà nhận chiếu chỉ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy một lực sĩ áo vàng, tay bưng chiếu chỉ của Thượng Đế, bước thẳng vào Thủy Phủ. Long Dương sợ hãi, vội vàng sửa lại mũ áo ngay ngắn, đốt hương, nhận chiếu chỉ xong. Vị lực sĩ áo vàng lại bay lên không trung trở về. Long Dương lạy tạ, rồi mở tờ chiếu ra xem. Tờ chiếu viết, lệnh tổng đốc 8 sông, nổi sấm rang chớp giật, sớm mai làm mưa gấp, tưới khắp thành Tràng An. Tờ chiếu còn ghi rõ thời gian, số lượng, hoàn toàn khớp với lời đoán của tên thầy bói, khiến cho Long Dương hồn bay phách lạc. Một lát, Long Dương tỉnh lại, nói với các loài thủy tộc. Trần gian, mà cũng có người tài giỏi, thấu hết việc trời đất đến như vậy thì ta thua cuộc mất rồi. Quân sư cá mòi tâu, Đại Dương cứ yên tâm, muốn thắng hắn thì đâu có gì khó, thần có một kế mọn, có thể bịt mồm hắn lại. Long Dương hỏi kế gì? Quân sư nói, ta làm mưa sai thời điểm, bớt đi mấy giọt, thế là lời đoán của lão thầy bói không đúng, thì sợ gì không được cuộc hắn. Và khi đó, phá nhà, đập biển tống cổ hắn ra khỏi Tràng An, thì có khó gì? Long Dương nghe xong, không còn lo lắng gì nữa. Ngày hôm sau, Long Dương chỉ huy bác gió, ông sấm, cậu mây, mẹ chớp, kéo thẳng đến bầu trời thành Tràng An. Long Dương thi hành lệnh chậm lại, đến giờ tị mới đùng mây, giờ ngọ mới phát sấm, giờ mùi mới làm mưa, giờ thân thì cho tạnh, và chỉ cho mưa có 3 thước 40 giọt, đổi chậm 1 giờ và bớt đi 3 tấc 8 giọt nước. Làm mưa xong, Long Dương hạ lệnh cho các tướng rút quân, còn mình dừng mây bước xuống, biến thành tu sĩ áo trắng, đến thẳng phố cửa tây thành Tràng An, xông vào nhà viên thủ thành, chẳng nói năng gì, cứ thế đập nát vụn cả tấm biển
nghiêng mực. Còn Viên tiên sinh cứ điềm nhiên ngồi yên trên ghế, chẳng nói năng gì. Long Dương còn cầm cả tấm cánh cửa toan đánh và mắng rằng: "Đồ yêu quái, nói chuyện bừa quả phúc mê hoặc chúng sinh kia. Bói toán lung tung, nói năng xăng bậy. Nhà ngươi nói thời điểm mưa và lượng mưa sai bét hết, mà lại còn nghễu nghệnh ngồi trên cao thế kia. Biết điều thì cút đi cho sớm, ta tha tội cho." Thủ Thành vẫn ngồi yên, chẳng chút sợ sệt, ngửa mặt lên trời cười lạc mà rằng: "Ta không sợ, không sợ. Ta không có tội gì hết. Chỉ có nhà ngươi mới bị tội đáng chết thôi. Người khác thì nhà ngươi giấu được, chứ làm sao mà giấu được ta? Ta biết hết rồi. Nhà ngươi chẳng phải là tu sĩ, mà là Long Dương Kinh Hà. Nhà ngươi làm trái sắc chỉ của Thượng Đế, đổi thay thời điểm, bớt số lượng mưa, phạm vào luật trời. Nhà ngươi khó mà tránh khỏi lưỡi đao nơi trảm Long Đài, thế mà còn dám ở đây chửi mắng ta à?" Long Dương nghe nói, sợ hãi vô cùng, khắp người nổi gai ốc, vội vàng quẳng cánh cửa, sửa lại sống áo, quỳ xuống lạy tiên sinh, nói: Xin tiên sinh bớt giận. Vừa rồi tôi chỉ có ý đùa giỡn thôi mà. Có ngờ đâu, đùa mà hoa thật, phạm vào luật trời. Chẳng biết làm thế nào. Mong tiên sinh cứu tôi với, nếu không thì có chết tôi cũng không tha cho tiên sinh đâu. Thủ Thành nói: "Tôi không cứu nổi ngài đâu, tôi chỉ có thể chỉ cho ngài một con đường sống." Long Dương nói: "Mong tiên sinh chỉ giao cho." Thủ Thành nói: "Ngày mai vào quãng giờ ngọ ba khắc, ngài sẽ bị giải tới cho vị tào quan là Ngụy Trưng xử chém. Vậy muốn sống chỉ có cách đến cầu ngay với vua Đường Thái Tông mới xong. Ngụy Trưng là thừa tướng của vua Đường, nếu nhà vua thể tất nhân tình thì ngài mới được vô sự." Long Dương nghe xong nuốt nước mắt cáo từ. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn về tây, dần trăng đã mọc. Chỉ thấy quả mỏi sương rơi núi tiếng nhòa, người đi tìm quán nghỉ đường xa. Bên sông nhạn lượng sao thưa thớt, thôn vắng đèn khêu ánh nhạt nhòa. Khói bếp lững lờ sân vắng vẻ, giấc mơ mờ ảo bóng người qua. Lan can lay động chùm hoa thắm, thánh thót đồng hồ đêm dặn xa. Long Dương Kinh Hà không về Thủy Phủ, mà cứ đứng ở trên không trung, đợi đến quãng giờ tí, lúc nửa đêm, thu mây, dọn mù, bước
thẳng vào cửa hoàng cung. Lúc ấy, vua Đường đang ngủ, mơ thấy mình đi ra ngoài cửa cung, lững thững ngắm hoa thưởng nguyệt. Long Vương bèn biến thành hình người, bước tới, quỳ xuống, thưa. Muôn tàu bệ hạ hãy cứu tôi với, cứu tôi với. Thái Tông hỏi, nhà ngươi là ai? Trẫm sẽ cứu cho. Muôn tàu, bệ hạ là Chân Long, còn thần là Nghiệp Long. Thần do bị phạm vào luật trời, sắp bị bề tôi hiền của bệ hạ là Tào Quan Ngụy Trưng xử chém, nên thần đến đây cầu cứu, mong bệ hạ cứu thần. Thái Tông nói, ai chứ Ngụy Trưng xử thì trẫm cứu được, ngài cứ yên tâm mà về. Long Vương mừng quá, cúi đầu lạy tạ ra về. Lại nói chuyện Thái Tông, sau khi tỉnh mộng, trong bụng vẫn nhớ như in. Chẳng mấy chốc, đã nghe tiếng trống canh năm điểm ba tiếng. Vua Thái Tông thiết triều, hội họp các quan văn võ. Chỉ thấy hoa khói vờn gác phượng, hương thơm ngát lầu rồng, mây bay nhẹ như bông, ánh dương soi lấp lánh. Vua tôi sánh nghiêu thuấn, lễ nhạc tựa hân chu, đèn quang quạt cung nga, sắc màu trông lộng lẫy. Điện kỳ lân khổng tước, vẻ rực rỡ huy hoàng, tiếng vạn tuế ngân gian, đuốc hoa nghìn dặm sáng. Đức vua khai triều sớm, trăm quan tới lạy mừng, hoa nở hương thơm lừng, liễu bay đàn réo rắt. Rèm trân châu đẹp nhất, móc vàng cuốn thật cao, cửa long phượng lối vào, nơi vua dừng xa giá. Quan văn mặc tuấn tú, quan võ dáng hiên ngang, ven đường chia thứ ban, trước thềm phân cao thấp, muôn nghìn vẻ lộng lẫy, trường tồn với đất trời. Các quan làm lễ triều hạ xong, ai nấy ngồi vào chỗ. Vua Đường mắt phượng mày ngài, nhìn khắp một lượt, thấy trong đám quan văn có Phòng Huyền Linh, Lỗ Như Hối, Từ Thế Tích, Hứa Kính Tông, Dương Khuê. Hàng võ quan có bọn Mã Tam Bảo, Đoàn Chí Hiền, Ân Khai Sơn, Trình Giảo Kim, Lưu Hồng Kỷ, Hồ Kính Đức, Tần Thúc Bảo. Ai nấy trông uy nghi oai vệ, chỉ thấy vắng mũi thừa tướng Ngụy Trưng. Vua Đường gọi Từ Thế Tích đến, bảo, đêm qua trẫm có một giấc mộng kỳ lạ. Trẫm mộng thấy một người bước tới trước mặt trẫm sụp lại, xưng là Long Vương Kinh Hà, phạm vào luật trời, sắp bị Tào Quan Ngụy Trưng xử chém, đến cầu cứu với trẫm. Trẫm đã nhận lời. Hôm nay trong bàn chỉ thiếu có Ngụy Trưng là cớ làm sao? Thế Tích thưa, bệ hạ đã nhận lời trong giấc mộng rồi, thì hãy cho gọi Ngụy Trưng vào chầu, đừng để cho ngài ấy đi đâu nữa. Qua ngày hôm nay thì chắc cứu được Long Vương. Vua Đường mừng lắm, lập tức truyền lệnh cho gọi Ngụy Trưng vào triều. Lại nói chuyện thừa tướng Ngụy Trưng ở trong phủ, đêm xem thiên văn, đang lúc hương bay ngào ngạt, bỗng nghe thấy tiếng hạc kêu trên chín tầng trời thẳm. Thì ra, một vị thiên sứ mang sắc chỉ của Thượng Đế, sai đúng giờ ngọ ba khắc, chém Long Vương Kinh Hà ở trong mộng. Thừa tướng lạy tạ ơn trời, trai giới, tắm gội sạch sẽ,
ở nguyên trong phủ, mài thanh kiếm tuệ, vận động nguyên thần, cho nên không vào chầu vua được. Bỗng có quan Đường Giá mang thánh chỉ đến triệu. Ngụy Trưng sợ hãi bàng hoàng, song không dám trái lệnh vua, bèn vội vàng sửa lại mũ áo, theo quan vào chầu. Đến trước thềm son, Ngụy Trưng dập đầu cúi lại, xin tha tội. Vua Đường nói: "Ta miễn tội cho khanh đó." Khi ấy, các quan vẫn chưa lui chầu, nhà vua bèn truyền lệnh cuốn rèm tan chầu, chỉ lưu lại một mình Ngụy Trưng, cho ngồi xe kim loan cùng vào nội điện. Nhà vua bàn kế yên nhà định nước với Ngụy Trưng xong, thì đã đến cuối giờ Tỵ, đầu giờ Ngọ, bèn sai cung nhân mang bàn cờ ra, nói: "Trẫm cùng Hiền Khanh chơi một ván ngàn." Các cung phi bày bàn cờ trên ngự án, Ngụy Trưng tạ ơn rồi ngồi chơi cờ với vua Đường. Hai người lần lượt đi các nước cờ, bày thành thế trận, đúng như Kinh Lăng Kha nói: "Đạo đánh cờ quý ở chỗ nghiêm túc, cẩn thận. Người cao cờ đánh ở trung tâm, người thấp cờ đánh ở bên cạnh, người trung bình đánh ở các góc. Đó là phép thường trong đạo đánh cờ vậy. Phép đánh cờ có nói, thà thua một quân, chứ không để mất thế chủ động. Đánh bên trái, phải nhìn bên phải. Đánh phía trước, phải nhìn phía sau. Có khi đánh trước mà lại sau, có khi đánh sau mà lại trước. Hai bên liên lạc, không được tách rời. Thế rộng nhưng không nên quá thừa, thế dày nhưng không nên quá chặt. Cố giữ quân để cầu sống, không bằng thí quân để thắng cờ. Cầu vô sự mà đi nước rời, không bằng bổ sung bền thế trận. Người nhiều ta ít, trước phải bảo tồn. Người ít ta nhiều, cần căng trận thế. Người khéo thắng không tranh, người khéo trận không đánh. Người khéo đánh không thua, người khéo thua không loạn. Phàm đánh cờ, trước hết phải đàng hoàng, cuối cùng dùng mẹo lạ mà giành thắng. Phàm bên địch vô sự mà giữ thế là có ý tấn công. Bỏ quân nhỏ mà không cứu, tất có chí lớn. Những kẻ thò tay đi ngay là đồ vô mưu. Ứng phó không suy nghĩ là tìm thất bại. Kinh Thi nói, nơm nớp sợ hãi như xuống vực sâu, là như vậy đó. Có bài thơ rằng: "Bàn cờ là đất, quân là trời, tạo hóa âm dương thật tuyệt vời. Đến chỗ Huyền Di thông biến ấy, Lăng Kha kinh ấy cũng trò chơi. Vua tôi hai người ngồi đánh cờ, đến khoảng giờ Ngọ ba khắc, chưa xong một ván. Ngụy Trưng bỗng nhiên nằm phủ phục xuống án, thiều thiều ngủ tích." Thái Tông cười, nói: "Hiền Khanh vất vả nhọc mệt vì giang sơn xã tắc, nên bất chợt buồn ngủ." Nói xong, cứ để mặc cho Ngụy Trưng ngủ, không đánh thức. Một lát sau, Ngụy Trưng tỉnh dậy, cúi rạp xuống đất thưa: Thần đang tội chết, đang tội chết. À, vừa rồi ngủ mê man không biết gì, mong bệ hạ tha tội khinh mạng cho thần." Thái Tông nói: "Khanh có tội khinh mạng gì đâu, cho khanh đứng dậy, xóa ván cờ này đi, ta cùng khanh
chờ giáng khác. Ngụy Trưng tạ ơn, vừa cầm lấy quân cờ trong tay, toàn bày giáng khác, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng huyên náo. Rồi thấy bọn Tần Thúc Bảo, Từ Mậu Công, xách một cái đầu rồng, máu me đầm đìa, đến trước mặt nhà vua Tâu. Muôn Tâu bệ hạ, bể cạn sông khô còn thấy, chứ việc lạ lùng này thì chưa từng thấy bao giờ. Thái Tông và Ngụy Trưng đứng lên, hỏi: Cái gì vậy? Con vật này ở đâu ra? Thúc Bảo, Mậu Công thưa: Muôn Tâu ở ngã tư ngoài phố, cách đây chừng nghìn bước về phía nam, thấy một cái đầu rồng từ trên mây rơi xuống, hạ thần tâu lên cho bệ hạ rõ. Vua Đường thất kinh, hỏi Ngụy Trưng: Như vậy nghĩa là làm sao? Ngụy Trưng quay người sụp lại, thưa: Muôn Tâu, thần vừa nằm mộng, chém nó xong. Vua Đường nghe xong sợ hãi nói: Sao lạ vậy? Hiền Khanh vừa ngủ thiếp đi, thần thể chân tay không hề nhúc nhích, trong tay lại không có đao kiếm, làm sao mà chém được con rồng? Ngụy Trưng thưa: Tâu chúa công, thần tuy thân thể bên cạnh chúa công, chơi cờ với chúa công, rồi chợp mắt mơ màng ra đi. Thần mơ thấy mình cởi mây lành, tinh thần mạnh mẽ, bay tới Trảm Long Đài. Ở đây, thần đã thấy con rồng bị thiên binh giải tới, thân thể bị trói chặt. Thần nói: Nhà ngươi vi phạm luật trời, đáng tội chết, ta dâng mệnh trời xử chém nhà ngươi. Con rồng nghe nói sợ hãi, cụp vuốt co người cam chịu tội chết. Thần lấy tinh thần, vén tay áo bước tới dùng đao chém. Tiếng đao nghe đánh phập một tiếng, đầu rồng đã lìa khỏi cổ. Thái Tông nghe nói, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có Ngụy Trưng là bề tôi giỏi, trong triều có hào kiệt, lo gì giang sơn chẳng vững bền. Sợ vì trong giấc mộng mình đã hứa cứu Long Dương, không ngờ Long Dương vẫn bị xử chém. Vua Thái Tông đành phải lấy lại tinh thần, ra lệnh cho Thúc Bảo mang đầu rồng bêu ngoài chợ, hiểu dụ dân chúng tràn an. Sau đó ban thưởng cho Ngụy Trưng, các quan đều tan triều. Chiều hôm ấy, vua Đường về đến cung điện, trong lòng lo lắng, nghĩ đến con rồng trong giấc mộng khóc lóc thảm thiết cầu xin cứu mạng. Ngờ đâu sự việc xảy ra không tránh khỏi tai nạn. Đang nghĩ ngợi thấy thân thể tinh thần mệt mỏi. Khoảng canh hai đêm ấy, bỗng nghe thấy tiếng kêu khóc ngoài cửa cung. Thái Tông càng thêm kinh sợ. Đường lúc thiều thiều ngủ thiếp đi, bỗng thấy Long Dương kinh hà, tay bưng một cái đầu rồng máu me đầm đìa, gọi to: Đường Thái Tông, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Hôm qua chính miệng nhà ngươi nhận lời cứu ta, sao hôm nay lại sai Tào Quan nhận chém đầu ta? Ta sẽ đi kiện với Diêm Vương cho mà coi. Ta sẽ đi kiện Diêm Vương. Nói xong, Long Dương túm chặt lấy Thái Tông, làm âm ỉ om sòm, mãi không chịu buông tha. Thái Tông tắc họng, chẳng nói được gì, mồ hôi vã ra, ướt thấm lưng. Đang lúc chẳng biết phân giải ra sao, bỗng thấy ở phía chính nam,
hương thơm ngào ngạt, mây đẹp quấn quanh. Một vị nữ chân nhân xuất hiện trên tầng không, tay cầm cành dương liễu, phất nhẹ một cái. Lập tức con rồng không đầu kia khóc lóc, ủ rũ, bỏ đi thẳng về phía Tây Bắc. Nguyên đó là Đức Quan Âm Bồ Tát dâng lệnh Phật Tổ sang phương Đông tìm người lấy kinh. Ngài đang nghỉ trong miếu Thổ Địa ở kinh thành Tràng An. Đang đêm, nghe thấy tiếng ma khóc, quỷ gào. Bèn tới nơi, đuổi con rồng nghiệp chướng, cứu thoát vua Đường. Con rồng bèn đi thẳng xuống Âm Ty, tâu với Diêm Vương. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Thái Tông tỉnh dậy, vội kêu toáng lên. Ma! Ma! Có ma! Có ma! Các hoàng hậu ở ba cung, các phi tần trong sáu viện và bọn thái giám cận thần run rẩy sợ hãi, suốt đêm không sao chợp mắt được. Chẳng mấy chốc, trống canh năm đã điểm, các quan văn võ vào chầu đều đứng đợi ở ngoài cửa. Đợi đến lúc trời sáng rõ, vẫn không thấy nhà vua ra khai triều. Mọi người bồn chồn sợ hãi. Mãi tới khi mặt trời đã lên bằng con sào, mới có chiếu chỉ ban ra rằng lòng trẫm không vui, cho các quan được miễn chầu. Thấm thoát, đã 7-8 ngày trôi qua, mọi người lo lắng, đang định vào cung vấn an. Bỗng lại có chiếu chỉ của Thái Hậu dời quan Thái Y vào cung, bốc thuốc. Thế là mọi người đứng lại ở ngoài cửa, chờ đợi tin tức. Một lát, quan Thái Y đi ra, mọi người xúm lại, hỏi thăm bệnh tình nhà vua thế nào. Quan Thái Y nói, mạch của hoàng thượng không đều, hư rồi lại sát, nói mê lãm nhảm gặp ma, bắt mạch thì thấy đập 10 cái lại dừng, ngũ tạng thì không còn khí, mài lắm chỉ được 7 ngày nữa là cùng. Mọi người nghe nói sợ hãi biến sắc. Đang lúc mọi người đang bàng hoàng lo sợ, bỗng có chiếu chỉ dời từ Mậu Cung, Hộ Quốc Cung, Uất Trì Cung vào chầu. Ba người lập tức vào thẳng nội cung sụp lại chờ lệnh. Thái Tông nghiêm sắc mặt, gượng nói, các hiền khanh à, trẫm 19 tuổi đã cầm quân, đánh đông dẹp bắc, trải qua bao vất vả gian nan, chưa từng gặp ma quỷ bao giờ, vậy mà bây giờ lại gặp ma. Uất Trì Cung thưa, bệ hạ mở cơ dựng nghiệp, đã giết bao nhiêu mạng, còn sợ gì ma quỷ? Thái Tông nói, khanh không tin sao? Ở ngoài nội cung của trẫm, cứ tối là có ma quỷ khóc gào, ném gạch, ném ngói, không tài nào ngăn được. Ban ngày thì yên, nhưng mà cứ tối đến là lại như vậy. Thúc Bảo thưa, bệ hạ cứ yên tâm, đêm nay thần cùng Kính Đức xin giữ cửa, xem có ma mảnh gì không. Thái Tông bằng lòng, Mậu Công lạy tạ lui ra. Chiều hôm ấy, hai người nai nịch gọn ghẽ, cầm gươm xách búa, đứng canh giữ ngoài cửa cung. Trông họ thật oai hùng. Mũ kim khôi sáng loáng, áo giáp bóng dãy rồng, kính hộ tâm mây vờn,
chiếc đai thêu ráng đẹp. Một người mắt phượng nhìn trời tinh tú sợ, một người mắt tròn lấp lánh ánh trăng mờ. Họ vốn là anh hùng hào kiệt công thần xưa, muôn thuở làm môn thần, ngàn năm xưng hộ úy. Hai vị tướng quân đứng canh gác suốt đêm, chẳng thấy một con ma nào cả. Đêm ấy, Thái Tông ngủ ngon vô sự. Sáng ra, nhà vua cho gọi hai người vào, thưởng rất hậu và nói: "Trẫm từ hôm mắc bệnh tới nay, không đêm nào ngủ được. Đêm qua, nhờ oai lực của hai tướng quân, nên trẫm mới được ngủ yên. Bây giờ, các khanh hãy về nghỉ đi, rồi tối đến thì lại vào hộ mệnh cho trẫm." Hai tướng lạy tạ lui ra. Hai ba đêm liền như vậy, Thái Tông được ngủ yên ổn. Chỉ có điều, nhà vua ăn uống sút kém, nên bệnh vẫn nặng thêm. Nhà vua không nỡ để hai tướng khó nhọc mãi, bèn cho gọi Thúc Bảo, Kính Đức cùng Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối vào cung dặn dò: "Mấy hôm nay trẫm được ngủ yên, nhưng không nỡ để hai tướng Tần Hồ khó nhọc suốt đêm. Trẫm muốn cho gọi thợ vẽ giỏi, vẽ ảnh truyền thần chân dung hai tướng quân dán ở ngoài cửa, để đỡ vất vả cho hai người. Các khanh thấy thế nào?" Các quan vâng lệnh, chọn ngay hai người thợ vẽ giỏi, vẽ chân dung hai tướng Tần Hồ dán ngoài cửa. Mấy đêm ấy, Thái Tông cũng ngủ được yên. Xong được dăm hôm, lại nghe tiếng gạch ngói ném loảng xoảng ở cửa hậu tề. Sáng ra, nhà vua cho gọi các quan vào nói: "Mấy hôm nay ở phía trước bình yên vô sự, đêm qua ở phía sau lại có tiếng loáng xoáng làm trẫm sợ quá." Mậu Công bước ra tâu: "Cửa trước không yên thì sai Kính Đức, Thúc Bảo canh gác, nếu cửa sau không yên hãy sai Ngụy Trưng giữ gìn." Thái Tông bằng lòng, truyền lệnh cho đêm nay Ngụy Trưng giữ cửa sau. Ngụy Trưng vâng lệnh. Đêm ấy quần áo chỉnh tề, cầm thanh bảo kiếm chém rồng, đứng gác ở cửa hậu tề, trông thật xứng đáng là bậc anh hùng hào kiệt. Khăn lụa biết xanh đầu vấn, bào gấm đai ngọc quanh thân, tay áo gió bay phất phới, trông oai hơn cả linh thần. Chân xỏ hài thâm đen bóng, tay cầm lưỡi kiếm sáng xanh, hai mắt tròn xoe lấp lánh, ma quỷ nào dám tới gần. Suốt đêm ấy tới sáng, cửa trước cửa sau bình yên vô sự, chẳng có ma quỷ nào cả. Tuy vậy, bệnh tình nhà vua ngày càng nặng thêm. Một hôm, Thái Hậu xuống chiếu cho gọi các quan vào bàn việc tan ma. Thái Tông cho dời Từ Mậu Công vào dặn dò việc lớn của quốc gia, định việc Thác Cô như Lưu Bị ngày xưa. Dặn dò xong, tắm gội thay quần áo, đợi giờ tạ thế. Ngụy Trưng đứng bên cạnh, vội vàng nắm lấy áo rồng, thưa: "Bệ hạ cứ yên tâm, thần có một cách giữ cho bệ hạ trường thọ." Thái Tông nói: "Bệnh đã vào tới cao hoàng là nguy lắm rồi, sống làm sao được mà giữ?" Ngụy Trưng nói: "Thần có lá thư nhờ bệ hạ khi xuống âm ty chuyển cho vị phán quan ở Phong Đô tên là Thôi Giác." Thái Tông hỏi: "Thôi Giác là ai?"
Ngụy Trưng thưa: Thôi Giác là vị quan hầu giá đức Thái Thượng Hoàng. Trước kia, ông ấy đã từng giữ chức lệnh ở Từ Châu, sau thăng chức thị lang bộ lễ. Lúc còn sống, giao du với thần rất thân mật. Nay mất đi, được giữ chức phán quan, có nhiệm vụ giữ sổ sinh tử ở phong đô. Hiện nay, thần vẫn thường hay gặp ông ta trong giấc mộng. Chuyến này, bệ hạ trao thư cho ông ta. Ông ta nghĩ tới bổn phận làm tôi, chắc sẽ tha cho bệ hạ trở về. Trao cho hồn phách về dương thế, trả lại long nhan đến đế đô. Thái Tông nghe xong, cầm lấy bức thư, bỏ vào tay áo, rồi nhắm mắt, tắt thở. Sáu cung, ba diện, hoàng hậu, phi tần, thái tử, cùng các quan ở hai ban văn võ, đặt linh cữu ở điện Bạch Hổ, rồi làm lễ phát tang. Chuyện không nhắc tới nữa. Cuối cùng, không biết Thái Tông hoàn hồn như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.